những cái dây này lấy về khá lâu, hôm nay cả mới quay anh em nhá. Dây này dây AV nó là thuộc loại quá xịn sò luôn. Đến dây này những thời điểm trước thì sẽ không có giá dưới 1 triệu đâu các bác nhá. Càng bán dây này cho anh em chỉ 550 bao ship cho anh em. Đây là dây Litton Weda của Mỹ. Hai đầu đều có bọc chống nhiễu nha. Hai đều đều có cục chống nhiễu. Dây này dài tầm 1 mét đây. Dây này dùng để cắm từ đầu đĩa âm ly hoặc là lọc nhạc. Một tí này nhưng mà khá nhiều tiền để nhập về các bác nhá. Nếu mà nhập phụ kiện về bán nó, nếu mà loại xịn nó mất nhiều tiền lắm. Litton Weda. Đây. Gì? Hai đầu cục chống nhiễu. Đấy. Dây này thì dùng thì nó đẳng cấp rồi.